TikToker lê bóng tạo nét trên thảm đỏ khi thì diện đồ cắt xẻ đục hẹn Ngọc Trinh, khi lại che kín mặt. Lê Bóng là nhân vật gây chú ý với giới mộ điệu Việt thời gian qua, hậu ghi danh thi nhan sắc. Với sức hút hiện tại, người đẹp luôn thu hút sự chú ý cho mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Mỹ nhân sinh năm 1995 tiếp tục khiến fan bàn luận sôi nổi với màn góp mặt trên thảm đỏ thời trang. Cụ thể, hot TikToker vừa có mặt tại sự kiện thời trang đình đám Việt Nam International Fashion Week. Ngay khi xuất hiện, cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang độc đáo. Nhiều người còn cho rằng mỹ nhân gốc Hà Thành đã tạo nét thành công trong lần dự show thời trang này. Theo đó, Lê Bóng diện bộ cánh xuyên thấu với thiết kế đính kết hoa kiểu lạ. Ngoài ra, được hot TikToker còn đeo tai yêu tinh giả và cổ trang đồng điệu với trang phục để tăng độ sáng tạo cho tổng thể. Dù vậy, bộ cánh làm mắt của người đẹp lại nhận ý kiến trái chiều. Ngoài lời khen, cũng có netizen cho rằng cô đã chọn trang phục có phần hơi lố. Sau khi dự thi nhan sắc, Lê Bóng được cho là điệu đà và nữ tính hơn hẳn. Theo đó, cô chăm diện váy đầm và mang giày cao gót. Thậm chí, được chính MV Người Mình Yêu Chẳng Yêu Mình cũng không ngại đụng váy áo với Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cô bị nhận xét cách phối giày chưa khéo léo bằng nữ hoàng nội y khiến outfit trở nên nặng nề hơn. Vốn là người đón đầu xu hướng, Lê Bóng cũng nằm trong top những mỹ nhân Việt chuộng giày đế khủng. Tuy nhiên, đôi giày trendy lại khiến bộ cánh phốn tua rua rầm rà lại trở nên rối mắt hơn. Theo netizen, có lẽ vì mới thử sức ở phong cách nữ tính mà khả năng phối giày cao gót của cô nàng chưa có sự khai hoa. Cô nàng còn dành nhiều cảm tình cho áo crop top, quần thể thao, phụ kiện hâm hố, đặc biệt không thể thiếu sneaker. Thậm chí, khi đi thi hoa hậu, người đẹp gốc Hà Thành còn xin mang sneaker để thoải mái. Bên cạnh trang phục hợp thời trang, phụ kiện cũng là những item quan trọng giúp hoàn thiện outfit cho mỗi lần xuất hiện thêm chỉnh chu. Theo đó, việc chọn size dài cũng có thể phát hỏng lần lên đồ ấy. Qua trường hợp của hot TikToker Lê Bóng, netizen cũng có thêm nhiều lưu ý khi kết hợp trang phục với phụ kiện sao cho đồng điệu và giúp tôn tổng thể. Với khả năng phối đồ cá tính thông minh, dân tình cũng tin rằng cô nàng trong những lần lên đồ nữ tính sau sẽ càng tiến bộ. Ngoài ra, việc sử dụng giày cao gót khủng của người đẹp cũng được dân tình bàn luận sôi nổi. Từng là tín đồ của những đôi sneaker năng động, Lê Bóng sau khi thi hoa hậu ngày càng chăm sử dụng các thiết kế giày được tính. Ngoài ra, cô cũng đầu tư thêm nhiều kiểu giày lên kênh khác trong mỗi lần lên đồ xuất hiện trước công chúng. Mỹ nhân sinh năm 1995 gây chú ý khi xuất hiện tại buổi casting người mẫu. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc luyện tập catwalk của mình cùng huấn luyện viên TD Thị Dương. Từng chỉ được biết đến qua những video sáng tạo trên TikTok, Lê Bóng gần đây trở thành nhân vật nổi tiếng hơn với cộng đồng fan sắc đẹp Việt. Người đẹp lần lượt thử sức tại nhiều cuộc thi nhan sắc, casting người mẫu hay thử sức diễn xuất, dẫn chương trình. Ngoài ra, nữ hot TikToker cũng đầu tư ngoại hình khi xuất hiện tại nơi đông người. Bạn nhận xét như thế nào về màn oanh tạc thảm đỏ của Lê Bóng với bộ cánh độc đáo tại sự kiện mới đây? Hãy chia sẻ cùng Danh nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.